Dạ, em xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay thì em gái có những cái giò lan thân thầm và một số đơn thân nguyên bản như là quế, cookie, rồi là cáo, kiều. Bác liên hệ qua số 0977 ạ, 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Các bác cứ gọi điện, nhấc máy gọi điện trực tiếp đến số 0977 842 981 để được mua hàng. Để tránh tình trạng là mua nhầm shop các bác nhé. Và em xin chia sẻ với các bác đó là một giò mít Xuân Sơn nối ngọn ạ. Rất là to ạ. Giá thị trường thì có thể nó sẽ tới tầm 2 triệu rưỡi các bác ạ. Một siêu phẩm nhá, rất là to. Và chia sẻ gửi đến các bác nhà mình giá là bằng 1 triệu 200 nghìn ạ. 1 triệu 200 nghìn cho một siêu phẩm mít Xuân Sơn nối ngọn ạ. Và trước màn hình thì em mời các bác ngắm một giò cửu long cao phong ạ. Một chậu mẹ siêu to nhá. To vật vã luôn các bác. Hôm nay sale các bác mã này là bằng 600 nghìn một chậu ạ. 600k cho một chậu cửu long cao phong ạ. Mã số 1 ạ. Đó, cửu long thì nó là cái tốt tân thòng nhiều hoa và dễ hoa các bác nhé. 600k một cái giò cửu long cao phong mã số 1 ạ. Đây là tốt tân thòng nhiều hoa. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái giò cửu long cao phong có mã số 2 ạ. Bằng 550.000 ạ. Đó, 550.000 cho mã số 2 cửu long cao phong các bác nhé. Cửu long thì hoa chất luôn các bác ạ. Cửu long cao phong mã số 2 này. Đó, các bác mình mua hàng thì nhấc máy alo đến số 0977 842 981 các bác nhé, để tránh tình trạng mua nhầm shop ạ. Em chia sẻ các bác đó là một chậu tím yên tử nữa ạ. Rất là to các bác ạ. Đây, một siêu phẩm tím yên tử ạ. Em mời cả nhà mình ngắm ạ. 500.000 một giò ạ. Đó, 500.000 một chậu ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm siêu phẩm quế Hòa Bình ạ. Siêu vòi hoa các bác nhé. Mã số là 1E. Em mời các bác ngắm một giò quế Hòa Bình bản lá to nhé. Có mã số là 1E ạ. Em mời các bác ngắm ạ. Chi chít là nụ luôn ạ. Em mời các bác ngắm một siêu phẩm quế Hòa Bình này. Đó, rất là nhiều vòi hoa thân thác đổ các bác nhé. Nhiều vòi hoa lắm luôn các bác. Bản lá rất là to ạ. Chia sẻ các bác một cái siêu phẩm quế Hòa Bình rất là to ạ. Bằng 2.860.000 các bác ạ. 2.860.000 cho cái mã số là 1E các bác ạ. Đây. Trước màn hình là một mã số 1E quế Hòa Bình siêu vòi hoa các bác nhé. Nhiều hoa lắm luôn các bác. Bản lá to các bác này. Bản lá rất là to. 2.860.000 ạ. 2.860.000 cho mã số là 1E các bác nhé. Mã số 1E. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu tím Hà Tây ạ. Một chậu tím Hà Tây rất là đẹp và em chia sẻ các bác mình bằng 500.000 một chậu ạ. Đó, 500.000 cho một chậu tím Hà Tây các bác nhé. Đây, tím Hà Tây bông siêu đẹp các bác ạ. Đó, các bác sưu tầm thì nhấc máy alo trực tiếp cho em gái nhé. Và dưới đây thì lại mời các bác ngắm một chậu lộc bắc đua ngọn ạ. Đó, trước màn hình thì là một cái chậu lộc bắc rất là đẹp ạ. Và chia sẻ đến các bác mình là bằng 550.000 một chậu ạ. Toàn bộ là hàng siêu phẩm chậu mẹ các bác nhé. Toàn bộ là siêu phẩm chậu mẹ rất là đẹp ạ. Giá là bằng 550 ạ. Lộc bắc đua ngọn cả nhà mình nhé. Lộc bắc hoa phải nói là mãi đỉnh các bác ạ. Đó, các bác anh chị mình sưu tầm thì nhấc máy alo cho em nhé. 550 ạ. Và tiếp theo thì em có một chậu ám địch quả lá nhựa nhé. Một chậu mẹ rất là to. Và chia sẻ gửi đến các bác nhà mình mã này là bằng 800.000 một chậu ạ. Đây là chậu mẹ to các bác nhé. Chậu mẹ rất là to. Đó, các bác anh chị mua hàng thì nhấc máy alo trực tiếp qua số điện thoại để được mua những cái mã lan đẹp các bác nhé. Và dưới đây thì em mời các bác ngắm một cái giò coqui hoa đỏ siêu hoa các bác ạ. Đây, mã số 2 ạ, bằng 650.000 ạ. Coqui đỏ siêu hoa các bác ạ. Em mời cả nhà mình ngắm khuôn hoa của coqui đỏ này, rất là đẹp. Đó là dòng siêu hoa và rất là dễ chăm nhé. 650.000 ạ, mã số 2 ạ. Và trước màn hình thì em mời cả nhà mình ngắm một cái giò lan đai châu ạ. Coqui đỏ siêu hoa các bác nhìn này, hoa phải nói siêu tuyệt vời đúng không ạ? Trước màn hình là một cái giò đai châu ạ. Em mời các bác ngắm ạ. Một giò đai châu thì bao gồm có hồng cánh sen và đỏ ớt ạ, bằng 680.000 ạ. 680.000 các bác nhé. Và tiếp theo thì em lại mời cả nhà mình ngắm một chậu mít sen Tràng An ạ. 380.000 thôi. Thôi 350 nốt đi ạ, 350 ạ. Và trước màn hình thì em có chậu năm cánh trắng hiển oanh đang nụ ạ.
Bác Dinh về sẵn ngắm con trọng mỹ rất là to và chia sẻ các bác mã này là bằng 250.000 ạ. 250.000 cho một chậu 5 cánh trắng hiển oanh đang nụ ạ. Rồi tiếp theo thì em lại chia sẻ các bác một số đơn thân như là Koki ạ. Em mời các bác ngắm một chậu Koki nhé. Đang có nụ hoa, các bác hôm nay nó chỉ còn sót 1-2 chậu có nụ thôi, còn đâu toàn bộ là hết nụ, chưa có nụ các bác ạ. Đây, Koki xưa, mã số là B12 ạ. Đây nó vẫn bị ruồi vàng chích khô cháy lá các bác này. Đây, cây này cũng đang chuẩn bị sắp đi nụ các bác nhé. Và mã số 12 ạ, chia sẻ các bác bằng 350.000 ạ. B12 nhé. Trước màn hình thì em có chậu cát ạ, bông đại các bác này, cát mèo này. Đó, đang có nụ rồi, mã số 3 bằng 300.000 ạ. 300.000 cho một cái chậu cát đại rất là to ạ. Dạ, mã số là 11 ạ. Mã số 11 ạ, chia sẻ các bác cũng bằng 350.000 ạ. Đang nụ các bác này, Koki này. Mã số 11 các bác thấy chưa? Không phải gãy ngọn mà nó để con đâu nhé. Nó vẫn để con các bác ạ. Cháy lá các bác này. Bên này nó bị đứt lá cháy này. Cháy nên cắt lá các bác. Và chia sẻ các bác mã số B11 bằng 350 ạ. Trước màn hình thì em giới thiệu các bác đó là một chậu quế trắng tháng 8 của Thanh Hóa nhé. 550 ạ, 550 ạ. Đây là quế Thanh Hóa các bác nhé. 550.000 ạ. Đó, tiếp theo là một chậu kiều mỡ gà hoa Tết ạ. Chia sẻ các bác ạ. 450.000 ạ. Duy nhất một chậu các bác nhé. Và em mời các bác ngắm thêm những cái mã Koki xưa đẹp ạ. Đấy ạ, trước màn hình em mời các bác ngắm mã số 1B ạ. Đấy, Koki xưa cả nhà mình ạ. Bông rất là đẹp luôn. Các bác nhìn chất này nó bị cháy lá này. Xém đấy, chém ruồi vàng chích rồi là bị cháy lá khô nhé. Các bác nhìn chất bản lá này. Không phải là cái cây bị bệnh mà có cái bản lá đẹp như thế này đâu các bác ạ. Mị bồng con nên chỉ bị cháy lá thôi. Mã 1B thì em chia sẻ các bác bằng 320.000 ạ. Koki xưa nhé, đẹp quá các bác ơi, thơm lắm luôn. Đây là mã số 2B ạ. Vẫn là một chậu Koki xưa, em mời cả nhà mình ngắm đây. Chất cây của cây này thì phải nó đẹp chất, chất lừ luôn. Nó cũng bị xém một tí nắng này. Mã này thì em chia sẻ các bác mã này là bằng cũng bằng 320 luôn nhé. 2B 320 ạ. Và đây thì em còn mấy chậu Koki thì phải nói là bao chất mị bồng con các bác này. Các bác nhìn thấy lá xếp chân dép nhé. Đây, mị đẻ con các bác thấy chưa? Đây, bên đây vẫn còn mị đẻ con này. Đấy. Mã này là cái mã số 7 ạ, mã số 8 ạ. Và nó chất làm các bác, em cũng để bằng 350 nhé. Mã số 8, nó chưa nụ nhưng mà nó chuẩn bị nụ các bác ạ. Đây, mã số 7 ạ, cũng bằng 350.000 ạ. Nhìn chung là những cái cặp lá nó rất là đẹp các bác nhé. Và nó cũng, cây này không bị lỗi một tí nào luôn. Cây này bị cháy một tí lá các bác này. 350 mã số 7 nhé. Mặc dù nó không có hoa nhưng phải nói là bao chất. Đấy, em còn mấy mã này thì hôm nay xả nốt mã số 7 ạ, bằng 350 ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái giò nhạn tháng 8 của Gia Lai. Mã số là E21 thì một cái lũa mị bồng con nhé. Mị bồng con đều có nụ. Đấy, một gốc hai thân con và một thân mẹ đang đi nụ nhé. Đấy, con cũng nụ này. Đấy, con cũng nụ các bác ạ. Đấy, con cũng nụ luôn. Đây, mẹ nụ này. Bên dưới chân còn để một cây con nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Đằng sau thì ôm một lũa nghiến các bác ạ. Mã số là E21 ạ. Bằng 2.600.000 ạ. Nhận Gia Lai tháng 8 các bác nhé. Mã số là E21 ạ. Và tiếp theo thì là cái mã số E3. Nhận tháng 8 Gia Lai, mã số E3 các bác nhé. Đang nụ như thế này các bác nhìn này. Đang nụ nhé. Ba cây đều có nụ các bác ạ. Như ở cái live hôm trước thì em giới thiệu các bác cái cây số 3 này này. Là cây chưa có nụ nhưng mà hôm qua em nhấc vàn xuống là em thấy có nụ rồi các bác ạ. Đó, ba cây đều có nụ luôn. Mã số E3 đó, chia sẻ các bác cũng bằng 2.680.000 nhé. 2.680.000 các bác ạ. Mã số là E3. Nhận Gia Lai tháng 8 nhé. Nhận Gia Lai tháng 8 các bác ạ. 2.680. Rồi em chia sẻ các bác một cái chậu nhận Gia Lai nữa. Đó là mã số E5. Đối với cây này thì nó bị khuyết một cái lá các bác ạ. Và cũng chưa thấy nứt nụ nhé. Nhưng mà bảo hành chuẩn cho các bác là Hoàng Nhận Gia Lai tháng 8. Mã số E5 thì là bằng 1.500.000 ạ. 1.500.000 cho mã số là E5 ạ. Và trước màn hình thì em chia sẻ các bác đó là một chậu quế nguyên bản. Mã là Q5 ạ, bằng 480.000 ạ, đang có nụ nhỏ các bác nhé, đang có nụ nhỏ. Lá nó bị lỗi do nó cháy các bác ạ. Hôm trước em cắt này đi về quê nó bị cháy.
để ngoài nắng không ai chăm tưới bị cháy, vậy em cắt bỏ lá. Sale các bác một cục nguyên bản Q5 bằng 480 nhé. Tiếp theo là mã số Q1 quế nguyên bản của Hòa Bình. Trước là nó ở cái cục gỗ đấy, tại vì do nó đặt lên chậu nó cồng kềnh thì em nhấc cái cục ra đấy. Chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 860 nhé. 860 cho quế nguyên bản mã số là Q1 ạ. Đó, tiếp theo là một chậu Koki xưa mã số K1 thì phải nói một chậu lá xếp rất là chất và không lỗi lầm nhé. Chia sẻ các bác cái chậu này là bằng 600.000 ạ. Rồi tiếp theo em mời các bác ngắm một siêu phẩm kiều tím Sơn La. Đó là dòng kiều Bắc ạ, rất là đẹp. Đây, hoa tím đậm nhé mọi người nhé. Với dòng này thì các bác vẫn phải mua theo thân đấy ạ. Đó, chia sẻ các bác là bằng 1.200.000 ạ. Kiều tím Sơn La lá mít nhé. Đó, chia sẻ các bác bằng 1.200.000 ạ. Và tiếp theo em mời các bác ngắm một cái giò bạch nhạn hoa trắng này. Đó, duy nhất một giò bạch nhạn hoa trắng ạ. Đó, chia sẻ các bác bằng 400.000 ạ. 400.000 cho bạch nhạn hoa trắng nhé. 400.000 cho bạch nhạn hoa trắng ạ. Và tiếp theo em còn mấy cái siêu phẩm em giới thiệu luôn. Trước màn hình thì em xin giới thiệu các bác đó là một siêu phẩm Hoàng Tam Bảo hoa đỏ ạ. Đây, các bác ngắm lá xếp chân dép này. Đang có khách gọi. Đây. Ở trước màn hình là một cái siêu phẩm Hoàng Tam Bảo hoa đỏ nhé. Em mời các bác ngắm cả một rề mị bồng con rất là đẹp, lá xếp chân dép. Mã số là T2. À T1 em xin lỗi ạ. Mã số là T1 lá xếp chân dép rất là đẹp ạ. Hoàng Tam Bảo hoa đỏ nhé. Đó, chia sẻ các bác mã này là bằng 1.200.000 ạ. 1.200.000 cho cái mã Hoàng Tam Bảo các bác nhé. 1.200.000. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái siêu phẩm Hoàng Nhạn A3. Đây, mặt bông ngũ đỉnh, bông thì không kém gì nhạn tháng 8 đâu các bác ạ. Hoàng Nhạn A3 mặt hoa ngũ đỉnh mã số 1 đơn thân ạ, bằng 580.000 ạ. Thì đối với cái mặt hoa thì các bác đã sưu tầm rất là nhiều rồi. Các bác cũng đã có mặt bông rồi. Đây, bông ngũ đỉnh này. Mã số 1 bằng 580 ạ. Mã số 3 thì bằng 1.450.000 ạ. Nhạn A3 các bác nhé. Nhạn A3 này, mã số 3 bằng 1.450.000. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một siêu phẩm quế trắng nguyên bản của Hòa Bình ạ, mẹ bồng con ạ. Cái này là tác phẩm bản lá to nhé. Một mẹ bồng 3 con hàng nguyên bản. Chi chít là vòi các bác, thân này 4-5 vòi các bác này. Đây, rất là nhiều vòi luôn. Đây, cũng đang đi vòi các bác ạ. Đó, một mẹ bồng 3 con, mã số là 2E, bằng 2.580.000 các bác nhé. Quế nguyên bản của Hòa Bình, mã số 2E, bằng 2.580.000. Hàng nguyên bản chi chít vòi hoa các bác ạ. Đó, chi chít vòi hoa luôn nhé. Quế nguyên bản mã số 2E bằng 2.580.000. Và dưới đây thì em có một chậu cát ạ. À, chậu cáo. Cái mã này thì thôi em không giới thiệu mã nữa. Các bác cũng xả cho các bác 600.000 một chậu. C1. Một chậu Denzo cam chớp ạ. 250.000 ạ. Quế trắng tháng 8 có mã số là A9 ạ. Quế đơn thân A9 quế tháng 8 ạ. Chia sẻ các bác là bằng 860.000 ạ. Và dưới đây là một siêu phẩm quế Hòa Bình ạ. Lá xếp rụt rịt mã số là V2 ạ. Bằng 3.500.000 ạ. Em giới thiệu nhanh các bác này, bản lá xếp rụt rịt rất là to nhá. Alo ạ. Alo. Anh tên là gì ạ? À, hôm qua anh lấy cái giò cáo đây đúng không? Anh lấy cái chậu đấy đúng không? Vâng. Vâng vâng. À vâng vâng, anh chờ em một chút, em gọi lại cho để em quay nốt cái video đã nhé anh nhá. Rồi. Ok, em cảm ơn anh. Vâng ạ. Đây ạ, em mời các bác ngắm này. Đây, một cái siêu phẩm quế của Hòa Bình nhá. Em mời cả nhà mình ngắm. Rất là đẹp các bác ạ. 3.500.000. Xếp siêu rụt rịt các bác ạ, 10 thân nhá, 10 thân. Mã số là V2 ạ. Mã số là V2, quế Hòa Bình 10 thân nhá. 3.500.000 các bác ạ. Còn đây là mã số A9 các bác này, đó chia sẻ cả nhà mình là bằng A9 chia sẻ các bác, đó là bằng 860 ạ. Còn đây vẫn là một chậu
Koki siêu hoa, Koki đỏ các bác nhé. Mã này thì ở trên cái chậu nhựa này em sale các bác bằng 900.000 này, 900.000 cho mã số 3. Koki hoa đỏ siêu hoa. Và em mời các bác ngắm một cái siêu phẩm, đó là một cái giò cát cổ rất là to ạ. Giá thị trường thì các bác mua có thể nó sẽ tới tầm 2,5 triệu, thậm chí là hơn. Em sẽ chia sẻ cả nhà mình giá là bằng 1,250,000 ạ. Mã số 2 các bác nhé, một chậu cát cổ rất là to. Và em mời các bác ngắm một chậu kiều yên tử này, 320.000 này, có đúng một chậu thôi ạ. Và tiếp theo là mã số 1 ạ, chậu cát cổ nhé, đang có nụ các bác ạ, đang có mèo. Nó rất là to. Và chia sẻ các bác mã số 1 bằng 450 các bác ạ, 450. Đó, mã số 1, một giò hoàng tam bảo nhé, 450 ạ. Và chia sẻ thêm các bác đó là một cái giò tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng ạ. Thì thực tế là các bác mình cũng đã được ngắm hoa tại giò rồi, hoa chính chủ rồi. Thì em sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Thì đi đến chi tiết với các bác mình, đó là một cái dề hoàng tam bảo, một cái dề tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng. Thực sự là cái dề này thì em đã tách ngọn cho khách chắc cũng 10 mấy 20 ngọn rồi. Hôm nay và chia sẻ lại cho các bác mình cái siêu phẩm này là bằng 6,800,000 các bác nhé. 6,800,000. Cái này là tam bảo sắc va hoa vàng lưỡi trắng. Đấy, hoa thì chính chủ các bác cũng đã được ngắm tại giò rồi, em sẽ không giới thiệu thêm. Đó, kiều tím Sơn La giá là bằng 1,200,000 các bác nhé. Đấy, một siêu phẩm bạch nhạn này, 400.000 các bác này. Đó, em có duy nhất một giò. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì nhấc máy gọi điện qua số 0977 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Đó, ngoài ra các bác muốn sưu tầm cái top tứ đại danh kiếm thì các bác alo cho em để chia sẻ các bác giá cực kỳ là rẻ trên like nhé. Cực kỳ là rẻ. Và tiếp theo thì đây, em còn chậu nào thì là em tinh lý các bác nốt này. Đây là một cái chậu bệt Ngọc Viễn Đông. Rồi em xả các bác 130.000 các bác nhé, 130.000. Đấy, một chậu bệt kỳ hoa 480.000 các bác này. Cái mã này là còn mã nào là em thanh lý. Đây là mọi người nó còn lẻ sai lẻ số thì các bác sưu tầm alo cho em nhé. Đấy. Rồi một cái chậu lâm sung này 380.000 xả nốt này, lỗ vốn này. Quế này, kiều này. Đây. Cái giò hoàng tam bảo này. Thanh lý các bác 240.000 này. Hoàng tam bảo 240 các bác nhé. Hoàng tam bảo mã số 2. Mít sen Tràng An này 350.000 này. Đuôi trồn này 450.000 các bác ạ. Đấy. Một cái chậu bệt huyền diệu này 380.000 này. Sọc này mã số 5 này, 550 này. Mã số 4 này, 400.000 này. Mã số 1 180.000 này. Mã số 2 180 các bác ạ. Đấy, còn mã nào thì em sale xả cả nhà mình nhá. Đây là lộc bắc đuôi ngọn thì là 550.000 một giò. Đấy. Ngoài ra đơn thân rồi là Koki xưa nguyên bản này. Đây, có Koki xưa nguyên bản. Đó. Bác ngắm một cái dề Koki tác phẩm nguyên bản bằng 4,280,000 ạ. Phải nói là cả một cái cực phẩm luôn các bác nhá. Cái dề này nó tiềm năng các bác ơi, nó còn đẻ cả búi luôn. Đấy, em cho lại mọi người xem lại cái siêu phẩm này. Ngày xưa cái dề này phải nói là nó mới có được có 1-2 thân thôi. Đấy, 1-2 thân mẹ thôi mà nó đẻ cả búi luôn các bác ạ. Đây, em mời các bác ngắm cái siêu phẩm của em nhé. Này. Này, hàng nguyên bản nó như thế này các bác đủ biết là chất đấy. Nó chỉ được có 1-2 thân mẹ thôi mà nó đẻ cả một đàn con luôn, cả hàng dề đấy các bác ạ. Đó, Koki xưa nhé. Và các bác muốn sưu tầm những cái tác phẩm đẹp, mọi người nhấc máy alo trực tiếp đến số 0977 để tránh mua nhầm shop ạ. Em chia sẻ các bác cái dề này là bằng 4,280,000 nhé. 4,280,000 các bác ạ, Koki nguyên bản. Dạ, em xin cảm ơn các bác ạ.